Sáng chuẩn bị xịt thuốc mà ông trời ông buồn rồi nè. Wow, trời chuyển mưa. Bên là xả lúa. Máy đen kéo quá trời. Lá đẹp. Dài thấm thấm luôn. Vườn sầu riêng đất ruộng đất khoèn luôn. Xả lúa hả người, bị mưa quá trời luôn. Đây, cái này hy sinh mới trồng lợi, trồng lợi tình thái. Sáng hôm trời thì gầu quá, hết dám xịt thuốc rồi. Cách vòng 7 mét nha. Này, nó cũng muốn giáp tàn, còn 2 mét nữa giáp tàn. Cạnh măng nhánh đủ hết rồi. Cạnh bơi rồi để cho nè. Cây này hơi nhỏ. Bên kia một vườn nữa mà trồng, vườn nó trồng sau 2 năm. Qua năm phải hạ tàn, hạ đọt. Đây gió quá, gió. Cái bên đây vườn dừa. Kiếm lửa. Kiếm. Nhìn lên trên không kiếm lửa.
Wow, trời chuyển mưa các bạn. Đây trời. Khu vực này mình ở Trung Hiếu, Vũng Liêm. Sáng cũng lửa cắn. Trời mưa cắn lửa. Trái đầy đủ. Hai trăm gốc. Đây có góc Bình Bác. Bình Bác. Đây đồng mưa đồng nổi gió. Nó giữa ruộng nha con. Chết mới trồng lại nè. Sầu riêng là phải trồng phải có chết nha. Làm lại từ đầu. Giữa ruộng một cao quá, cắt đọt quá. Năm mấy ta. Vô mùa mưa, phải dịp mưa. Đóng lụa. Đất này rất ruộng khoèn luôn, mình sợ trồng không tốt mà trồng cũng đạt. Đất ruộng mình nó dài thăm thẳm luôn. Chạy qua được hạn quá trời nắng. Kết thúc ở đây, mưa tới rồi các bạn.